Xin chào quý anh chị. Hiện nay thì Nghiện Nhà Vinhome đang đứng tại quảng trường Cái Heo tại Vinhome Ocean Park. Ngày hôm nay thì Nghiện Nhà Vinhome sẽ đưa quý anh chị đi thăm một căn hộ cực kỳ hot tại phân khu Sơn Tây Bắc. Đó là căn hộ 3 ngủ tại tòa R101 mà quý anh chị có thể là đang đợi rất là lâu rồi, những cái căn 3 ngủ và căn 2 ngủ cộng một góc tại tòa R101. Cùng theo chân Nghiện Nhà Vinhome xem căn hộ này được bàn giao như thế nào. Xin mời quý anh chị. Hiện tại tòa R101 này thuộc phân khu Sơn Tây Bắc thì có duy nhất 2 căn 3 ngủ và đặc biệt căn này thì có một phòng ngủ view hướng đông nam. Về tiêu chuẩn bàn giao thì như quý anh chị thấy thì vẫn là những cái ổ khóa giống như các tòa Ruby khác, vẫn được sử dụng với 4 chức năng, đó là ổ khóa cơ, thẻ, mật mã và vân tay. Về tiêu chuẩn bàn giao ở phân khu Sơn Tây Bắc thì lúc nào cũng là sàn gỗ, 100% là sàn gỗ. Khác với phân khu Sapphire thì bên này sàn gỗ. Đi sang phía bên này thì quý anh chị có thể thấy sẽ được bàn giao, đó là nội thất bếp gồm bếp từ, bồn rửa và hệ thống phun mùi. Về hệ tủ của phân khu Sơn Tây Bắc thì sẽ được bàn giao, đó là dùng gỗ an cường và mặt ngoài là mặt acrylic. Và như những video trước mà nhà Vinhome đã nói thì những cái mặt gỗ acrylic thì sẽ rất là đắt giá. Đi sang phía bên này thì sẽ là phòng khách của căn 3 ngủ với hệ thống lô gia rộng hơn so với phân khu Sapphire. Căn này thì lô gia sẽ là hướng Tây Nam với view sang phân khu Sapphire và view ra ga metro số 8. Như quý anh chị thấy thì có thể nhìn được vào trong nội đô Hà Nội. Về tiêu chuẩn bàn giao ở phân khu Ruby này thì vẫn là tiêu chuẩn bàn giao cao cấp với hệ thống Smart Home, tiêu chuẩn Gold và hệ thống điều hòa âm trần và trần cao 2m8 so với phân khu Sapphire là trần cao 2m65 và điều hòa treo tường. Thì có thể thấy phân khu Ruby này sẽ được bàn giao cao cấp hơn và trần cao hơn. Và đặc biệt thì vẫn có hệ thống camera như quý anh chị thấy. Đi cùng với cả Nghiện Nhà Vinhome sang phía bên này thì sẽ là căn đầu tiên, đó là căn 1 ngủ. Vẫn được bàn giao với hệ thống tủ kịch trần như này. Và gỗ vẫn là gỗ an cường và mặt ngoài sẽ là mặt acrylic. Có thể thấy những phòng ngủ ở phân khu Gem Park thì cực kỳ được Vinhome ưu tiên với hệ thống cửa siêu lớn như này, với hệ thống cửa kính là kịch trần, tạo cho một cái không gian rất là nhiều ánh sáng vào phòng ngủ. Với tầm view sang phân khu Sapphire, đi sang phía bên này, một căn phòng ngủ mà có thể đánh giá là view cực kỳ đẹp. Như quý anh chị thấy thì view sang phía bên này là phía đông nam, là view sang đảo Ngọc Trai, mà được đánh giá đó chính là view triệu đô. Như quý anh chị thấy thì bên dưới cái tầm view này toàn là biệt thự đảo Ngọc Trai. Đi cùng với Nghiện Nhà Vinhome sang một căn hộ, sang một phòng ngủ master. Thì phòng ngủ master thì vẫn có tiêu chuẩn bàn giao, đó là một hệ tủ như này và bên cạnh sẽ là nhà vệ sinh của riêng cái phòng ngủ master này. Nhà vệ sinh thì vẫn được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp với những cái hệ thống như là bồn cầu, lavabo và bể tắm kính đứng. Thì đều là những thương hiệu từ Đức rất là cao cấp. Ngoài ra, tòa R101 này thì hiện đã mở bán và bàn giao cho cư dân. Những quý anh chị nào mua với hai mục đích, đó là đầu tư và để ở, đều có thể sở hữu được những căn hộ tại R101 và cực kỳ ưu tiên. Mà đặc biệt thì tòa R101 này chỉ có duy nhất 2 căn 3 ngủ.
Quý anh chị nào muốn sở hữu căn hộ 3 ngủ tại tòa R101 phân khu Sơn Bắc thì có thể liên hệ với nhà Vinhome qua số điện thoại 0364 506 807 và nhớ để lại một đăng ký cho nhà Vinhome. Cảm ơn quý anh chị đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.